Nằm yên giữa biển muôn ngàn năm sau, trùng trùng sóng vỗ lòng đau, biển ơi có giữ nguyên màu cát không? Giữa ngàn trùng sóng gió, giữa đất trời mênh mang, giữa bao vật đổi sao rời, hạt cát kia vẫn nấu nung một khát vọng không nguôi. Đó là ngày trở về nơi thiên quốc để thênh thang trong từ trường của chư Phật. Ta là hạt cát đại dương, vòng quanh trái đất quê hương mịt mù, ra đi cho đến bao giờ, ngày về sáng ấy ước mơ chẳng sờn. Tấm lòng sắt son đó, niềm mơ ước cao cả đó, một ngày kia sẽ thành tựu, sẽ vuông tròn. Ngài mãn giác đã thực sự ra đi, không phải đi vào nơi gió cát phù hoa, mà là tìm về với chân như, với ước mơ đã viên mãn tràn đầy. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Hạt Cát, thơ Huyền Không, Thích Mãn Giác. Ta là hạt cát dòng sông, trôi về biển cả mênh mông đất trời. Tháng ngày tỏa rộng hồ khơi, nước trong cát trắng một đời thanh. Ta là một hạt cát vàng nằm yên giữa biển muôn ngàn năm sau, trùng trùng sóng vỗ lòng đau, biển ơi có giữ nguyên màu cát không? Ta là hạt cát biển đông, đêm ngày thao thức mãi trong lối về. Nhìn trăng thấy rõ đường quê, mây bay một nẻo gió về một phương. Ta là hạt cát đại dương, vòng quanh trái đất quê hương mịt mù, ra đi cho đến bao giờ, ngày về sáng ấy ước mơ chẳng sờn. Muôn năm thế kỷ sắc son một lòng, biển đời vượt hết lòng đông, trần gian ai đọc
đôi dòng thâm tư. Trùng trùng duyên nghiệp đang xô đẩy con người vào vòng sinh tử, chỉ còn riêng trái tim Bồ Tát vẫn tĩnh lặng, vẫn bình yên tự tại, mặc mây trời bay qua, mặc bốn mùa thay đổi. Trong mộng ảo ngồi yên nhìn tăm tối, trong tiếng cười giác ngộ dạng hào quang. Mùa thu đến trên đầu sao quá vội, ta đứng nhìn thiên hạ rẽ sang ngang. Và cứ thế thời gian vẫn tuôn chảy, không do dự đắn đo. Cõi vô thường cũng đổi mùa thay lá, chỉ còn nghe vọng tiếng lòng thanh tịnh, tự tại từ thuở ban đầu khiến tâm hiển lộ, không tìm mà thấy, không nỗ lực mà viên thành. Đêm thanh vắng ngồi yên nhìn quá khứ, thác trên cao đổ xuống mãi trong đầu, nước cứ chảy tư tưởng dài lữ thứ, thời gian nào do dự hỏi ta đâu. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Tĩnh Tọa, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Trong mộng ảo ngồi yên nhìn tâm tôi, trong tiếng cười giác ngộ rạng hào quang. Mùa thu đến trên đầu sao quá vội, ta đứng nhìn thiên hạ rẽ sang ngang. Trong hơi thở ngồi yên nhìn vạn kiếp, nghe đất trời kể lại chuyện tiền thân. Mây trắng qua, dòng sóng mờ định nghiệp. Thạnh thới bay, nối tiếp giữa dương chân. Đêm thanh vắng ngồi yên nhìn quá khứ, thác trên cao đổ xuống mãi trong đầu. Nước cứ chảy tư tưởng dài lữ thứ, thời gian nào rõ dừ hỏi ta đâu. Mắt xanh sáng ngồi yên từ thuở ấy, nẻo vô thường vùng vẫy đổi thay màu. Ta không kiếm tâm mình mà vẫn thấy kia đóa hồng đang nở dưới trăng sao. Thank you.
Kiếp nhân sinh vốn vô thường huyễn mộng, đẩy xô nhân loại vào chốn tử sinh. Đâu là mộng, đâu là thực, lòng đã bao phen tự hỏi lòng. Hôm qua mộng thấy tụng kinh, tỉnh ra mới biết chính mình là trăng. Bao nhiêu cát của sông Hằng là bao nhiêu kiếp đã tằng tử sinh. Giữa mộng và thực, giữa ở lại và ra đi, giữa còn và mất, đâu là định nghiệp, đâu là con đường giải thoát. Và ở giữa dòng đời mênh mông mờ ảo đó, tấm lòng đại lượng từ bi chỉ muốn đem lại hoa thơm cỏ lạ, hương vị thanh cao, hầu làm vơi bớt những lao khổ nhọc nhằn của một kiếp nhân sinh. Cho xin một đóa hoa hồng đem về cắm giữa dòng sông cuộc đời, hương thơm bát ngát tình người, say sưa tụng mãi những lời kinh xưa. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Tỉnh Giấc Chiêm Bao, thơ Huyền Không Thích Mãn Giác. Thấy tụng kinh, tỉnh ra mới biết chính mình là trăng. Bao nhiêu cát của sông Hằng là bao nhiêu kiếp đã tăng tử sinh. Lang thang nghiệp chướng tội tình, con chim nó hót bình minh đến rồi. Thời gian phủ mộng đầy vơi, mỉm cười ta ngủ xa xôi kiếp nào. Đêm hồng tràn ngập chiêm bao, mà nay ta đã đi vào trần gian. Đêm này ngồi tụng kim cang, sắc không mộng huyền cứu mang với người. Trong mơ thấy đóa hoa tươi, bây giờ tỉnh dậy ta cười với ta. Giang tay đón cả ta vào, lòng nghe rợn ngược hẳn xa kiếp rồi. Ngày xưa trang tử bồi hồi, giữa mình và bướm ai ngồi ngắm nhau. Bây giờ xuân đến lòng đau, ai mang áo cũ bạc màu mùa đông. Cho xin một đóa hoa hồng đem về cắm giữa dòng sông cuộc đời.
say sưa tụng mãi những lời kinh xuân đến, xuân đi, hoa nở, hoa tàn. Đó là vòng luẩn quẩn của một kiếp nhân sinh. Nhưng mùa xuân tâm linh đã thoát thai từ trái tim hạnh ngộ, đã làm tươi mát cuộc đời, đã mới tinh cuộc sống và đem mùa vĩnh cửu đến chốn nhân gian. Ai hay hoa nở bao giờ, nhân gian tràn ngập nguồn thơ thanh bình. Xuân về mở cửa tâm linh, trần gian còn đó mới tinh muôn đời. Ta đã tìm thấy mùa xuân vĩnh cửu nơi nụ cười Như Lai. Ở đó, nhân loại đón chào một tình thương rộng mở, miên viễn và rạng ngời tình yêu bất diệt. Cho nhau cho một nụ cười, trên môi nhân loại sáng ngời tình thương. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Bất Diệt, thơ Huyền Không, Thích Mãn Giác. Ai hay hoa nở bao giờ, nhân gian tràn ngập nguồn thơ thanh bình. Xuân về mở cửa tâm linh, trần gian còn đó mới tinh muôn đời. Cho nhau cho một nụ cười, trên môi nhân loại sáng ngời tình thương. Một hàng tre xanh mướt, một mặt hồ lạnh câm, một vầng trăng quạnh quẽ, một áng mây bồng bềnh đã gợi lên bao tình ý của một hồn Á Châu diệu vợi và nồng ấm vô cùng. Gió vờn qua cây cành, rung rinh hàng tre xanh, gió đi không trở lại, trời xanh mây hiền lành. Trong phong cách hiền hòa đó, trong cái tĩnh lặng sâu xa đó, phảng phất hương vị và bóng dáng của thiền môn, của lòng viên dung trọn vẹn. Hồ thu còn nhạn sang, nước trong im mơ màng, trăng treo cao lồng lộng, bóng nhạn chìm mênh mang. Trong hồn Á Châu đó, bay bổng mà tự tại, trong sáng và hồn nhiên, vẽ nên những nét đan thanh của một bức tranh phong thủy hữu tình. Ngàn năm không giữ gió, hàng tre đứng âm thầm, hồ trong không lưu bóng, nhạn qua rồi bật tâm. Tất cả những điểm trên đã làm nên linh hồn của Á Châu, làm nên những tư tưởng cao xa thanh thoát, khiến một khi biết đến, chúng ta không những mến yêu mà còn khâm phục, ngưỡng mộ và chan chứa mối cảm thông. Sau đây, xin kính mời quý vị thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Hồn Châu Á, thơ Huyền Không, Thích Mãn Giác. Gió vờn qua cây cành rung rinh.